Như vậy hiệp một trận đấu giữa hai đội Việt Nam và Myanmar đã bắt đầu. Sân bóng sức chứa lớn hơn, hiện đại hơn rất nhiều. Myanmar đang chơi tốc độ. Những phút tương đối khó khăn của cầu thủ Việt Nam. Phạt góc cho cầu thủ Myanmar. Sóng gió đã trôi qua. Đây là trận đấu sân khách khó khăn đầu tiên của ông Park Seo từ khi ra đội tuyển Việt Nam. Những trận còn lại hoặc ở trận đấu với Malaysia tại Mỹ Đình, cầu thủ Việt Nam đã làm rất tốt chiến thuật của Park Seo khi mà dụ đối phương dâng lên chờ sở để ghi bàn. Thực tế là Malaysia đã có phần chủ quan khi chúng ta xuất phát. Ngày hôm nay ban tổ chức trận đấu của Myanmar, một tình huống không an toàn của cầu thủ Myanmar, Anh Đức đã chủ động bắt bài và băng vào. Các cầu thủ Myanmar cho rằng bóng chạm tay, nhưng trọng tài người Qatar Almari cho rằng một pha cản phá hoàn toàn hợp lệ. Bóng đá Đông Nam Á năm 2012. Đỗ Duy Mạnh. Phan Văn Đức bị phạm lỗi. Trong 3 trận đấu tập huấn ở Hàn Quốc trước giải lần này, thiếu Quang Sô cũng thức. Trận đấu gặp Malaysia, và Đức đá trên hàng tiền đạo. Công Phượng. Cú đá chân trái không nguy hiểm. Công Phượng đã của Công Phượng. Công Phượng là người đã mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam ở cả 2 trận đấu trước đó và đều ở phút thứ 11. Pha phạm lỗi 51 lần. Quang Hải đá phạt. Và lúc này Campuchia đang dẫn Lào 1-0 ở Phnom Penh. Công Phượng. Phan Văn Đức. Dứt điểm. Cầu thủ Việt Nam đã có thể bắt đầu chơi gần nhau khi dâng cao. Pha phản công của Myanmar. Rất nguy hiểm. Pha dứt điểm từ rất xa. Tuy nhiên Đặng Văn Lâm đã tỏ ra vững vàng. Ở trận đấu gặp Malaysia, Văn Lâm đã có một tình huống trổ tài. Hai đối thủ đang rất hiểu nhau và những tính toán của họ cũng rất chi li. Ngay sau khi Việt Nam có một cơ hội, Phan Văn Đức dứt điểm không thành công thì Myanmar đã có đòn trả đũa. Rất may là trong tình huống này, cú đá của cầu thủ bên phía chủ nhà đưa bóng đi đúng vị trí của thủ môn Văn Lâm. Chính xác là Văn Lâm vẫn kịp với người sau pha dứt điểm khá đẹp mắt. Trong thành phần của Myanmar dự giải đấu lần này có một số cầu thủ đã dự World Cup U20 thế giới năm 2015. Bất ngờ dễ tính cho phóng viên vào tác nghiệp trong vòng 1 tiếng. Bóng vẫn đang thuộc về cầu thủ Việt Nam. Văn Đức. Một cú nhấc chân đầy cảm giác của Phan Văn Đức. Của đội tuyển Việt Nam, và đến lúc này sự điều chỉnh đó của Park Hang-seo
cũng đã mang tới những điều khác biệt. Văn Đức là cầu thủ đã khá nhiều lần xâm nhập vòng cấm của đối phương. Quang Hải không vào, bóng được đưa về phía cột xa và có một cầu thủ lao vào. Rất tiếc cho cầu thủ Việt Nam. Đến lúc này là một điểm nhấn và điều đó phần nhiều đến từ việc hệ thống của chúng. Tình huống hết sức nguy hiểm. Bóng đi qua xa. Thể lực của các thủ Myanmar. Myanmar đang chơi rất quyết tâm. Trong tình huống trước đó thì thủ môn Đặng Văn Lâm, Anh Đức, Công Phượng. Bóng đâu vào trong. Một tình huống tưởng chừng cơ hội đã qua đi rồi, nhưng cầu thủ Việt Nam đã nắm bắt rất nhanh cơ hội và tung ra cú volley mặc dù bàn thắng chưa đến. Phan Văn Đức sút bóng đập đất. Xuân Trường tình huống phối hợp sút bóng vẫn còn cơ hội, sút đi không vào. Đó là Quang Hải. Sau đây là tình huống mà chúng ta rất muốn Quang Hải tái lập siêu phẩm vào lưới Hàn Quốc ở vòng bảng giải U23 châu Á. Sau đó đường truyền của Sia Ung Thu, tiền vệ trái của Myanmar. Cánh trái Myanmar nếu có đủ cả Thanh Than Win thì sẽ rất mạnh. Với hai cầu thủ, chúng ta chờ đợi những pha chọc khe của Xuân Trường. Công Phượng, Phan Văn Đức. Rất tiếc lại thêm một tình huống trượt chân. Cầu thủ Myanmar nổi nóng. Người đang nổi nóng là tiền vệ Haleng Bobo. Tính đến trước trận đấu này thì Việt Nam mới chỉ có duy nhất một cầu thủ phải nhận thẻ vàng, đó là Văn Hậu. Về sẽ luôn chủ động và ập dập khi cần thiết. Tình huống nguy hiểm mặc dù bóng đi chạy cầu môn. Chơi tốt, vẫn giữ được đường nét của mình. Điều mà chúng ta cần nhất ở các tuyển thủ tại giải lần này là những cầu thủ trẻ vẫn giữ được đường nét và cách chơi như họ đã từng đá giải trẻ. Rất hay, đâm vào thêm. Không vào. Pha sóng gió trước cầu môn của Myanmar. Đây là cách đá khác hẳn so với trước đó khi mà Phan Văn Đức được đảm nhiệm vị trí chạy biên này. Văn Đức. Pha xử lý của Mao Nguyên. Cú đá rất nguy hiểm. Pha dứt điểm của tiền vệ Haleng Bobo. Thể sức mạnh, khả năng tranh chấp tay đôi. Pha dứt điểm của Haleng Bobo. Đoàn Văn Hậu có khoảng trống dứt điểm. Không vào. Cú đá ngay vào giữa cầu môn. Cơ hội rất tốt. Một trận đấu hết sức sôi nổi. Dứt điểm đi. Xuất đi. Không vào. Liên tục hai pha dứt điểm. Thủ môn hai bên đều đã tỏ ra rất chắc chắn. Pha dứt điểm chân trái của Phan Văn Đức. Có thể dứt điểm. Cú đá từ rất xa. Bóng đi.
Các tiền vệ của Myanmar rất khỏe và không ngần ngại trong những tình huống va chạm. Không được. Rất tiếc là những pha dứt điểm của Việt Nam vẫn chưa biến thành bàn thắng. Còn Việt Nam gặp Campuchia ở lượt cuối và được chơi trên sân nhà. Chọc khe. Vẫn còn cơ hội. Cầu thủ Việt Nam đang ngã. Có lẽ là một quả phát bóng. Sút bóng, không vào, bóng bật ra rồi, bật ra đi, vào! 1-0 cho đội Việt Nam. Như vậy là trợ lý trọng tài đã căng cơ. Quay chậm, vâng. Theo chúng tôi là khi bóng sút đi thì không việt vị. Không việt vị. Bóng rời chân cầu thủ sút một đoạn khá xa. Thì đi bóng tốt. Sút bóng. Hết sức nguy hiểm. Bóng ra ngoài sân. Thực tế bảng A thì Việt Nam, Myanmar và Malaysia sẽ là ba đội đua tranh để giành hai chiếc vé đầu tiên. Không chính xác. Pha dứt điểm của cầu thủ Myanmar. Phút thứ 89 của trận đấu. Một tỷ số hòa ngày hôm nay cũng là kết quả không tồi với cầu thủ Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam đang ngã trong vòng cấm. Thực ra thì cũng không quá ngạc nhiên nếu như không có tiếng còi. Cuối cùng. Và như vậy là ông trọng tài người Qatar Khamis Almari đã nổi còi khép lại trận đấu giữa đội Myanmar và Việt Nam. Lần đầu tiên ở giải bóng đá Đông Á, Việt Nam và Myanmar hòa không bàn thắng. Với Việt Nam đây là kết quả không tồi.